worry, worry, love is passing me by. Thế giới trong Fallout là một thế giới hậu tận thế vô cùng tàn khốc. Tựa game lấy bối cảnh hơn 200 năm sau thảm họa hạt nhân xảy ra trên toàn thế giới. Phần lớn dân số bị quét sạch và những tạo vật nguy hiểm bị ảnh hưởng bởi phóng xạ ngày một phát triển đông hơn. Không chỉ quái vật, loài người còn phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề khác như nguồn nước sạch và thức ăn khan hiếm, nạn cướp bóc vô luật lệ và tình trạng tính mạng của những người dân luôn đứng trên bờ vực nguy hiểm. Cốt truyện chính của Fallout 4 cũng vô cùng phức tạp và cuốn hút. Nhưng video ngày hôm nay tôi sẽ không kể cho các bạn nghe về những điều đó. Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay sẽ là bí ẩn về Museum of Witchcraft, bảo tàng phù thủy. Trong quá trình khám phá vùng đất Commonwealth, chúng ta nhận được một số tin đồn về bảo tàng phù thủy và nhận được một nhiệm vụ khám phá nơi này. Bảo tàng nhìn từ bên ngoài giống như một tòa lâu đài vậy. Nơi này nằm ở phía rìa ngoài hướng đông bắc và được hiển thị hình chiếc mũ phù thủy trên bản đồ. Tôi tiến tới gần cánh cửa và tìm cách vào trong. Có vẻ như cánh cửa đã bị xích lại ở bên trong và không có một cách nào để mở ra ở hướng mà tôi đang đứng. Tôi cần phải tìm một lối đi khác để vào trong tòa nhà. Đi sang khu vườn bên cạnh, thứ đầu tiên tôi chú ý đó chính là xác của một người phụ nữ. Đây là xác của binh nhì Hart. Cô ta là người của nhóm đánh thuê tự xưng là The Gunner, một tổ chức cực kỳ bạo lực và có thể làm mọi thứ vì tiền. Nhưng điều quan trọng là thứ gì đã xảy ra cô ta? Cái xác cũng còn rất là mới. Khi kiểm tra hành trang của nạn nhân, chúng ta tìm thấy một cuộn băng ghi âm. Jeffries, Lee got the recorder working. So this is the sort of detail you had in mind when you signed up for the Gunners, hauling luggage from Lynn Woods for some robot butler. What was his name? Wellington? Wellingham? Not now, Private. Where's Connors? He's not at his post. Sorry, sir. The lieutenant said he found some tracks. Wanted to check them out. Private Martin. Tracks? What track? What the hell is that? Oh my... Connors! Where's the rest of him? Jesus. Found us. Sergeant Lee, grab the case. Do not let that thing out of your sight. Everyone inside the museum, now! Major! Major, what found us? Qua đoạn ghi âm, chúng ta có thể nắm bắt được phần nào là có một thứ gì đó đang bám theo và săn đuổi những người lính này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi tin chúng ta cần phải tiến vào trong viện bảo tàng và tìm ra câu trả lời. Ngay khi bước vào trong tòa nhà, tôi cảm nhận được rung chấn từ tầng phía trên. Có một thứ gì đó với trọng lượng rất nặng đang bước đi. Đây chắc chắn không phải là con người hay một sinh vật nào đó có kích cỡ tương đương với chúng ta. Người đồng hành cùng tôi, Preston Cavi, cũng có cùng chung quan điểm. Thứ tạo vật này là một con quái vật. Hãy nghe những tiếng clicking va đập của móng vuốt. Tôi thấy một xác người lùng lẳng mà có vẻ như anh ta đang bị con quái vật kia ăn sống. Và hình như nó cũng đã sơi xong khẩu phần. Bản thân tôi lúc này có đôi chút lo sợ với thứ mà tôi sẽ phải đối mặt. Nó chỉ ở ngay trên đầu của tôi mà thôi. Tôi bước từng bước rón rén và cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Lại thêm một nạn nhân xấu số khác. Nhưng tôi thực sự đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, từng bước đi của thứ chết tiệt kìa. Những binh sĩ của nhóm Gunner xấu số đều bị con quái vật lao vào trong tòa nhà và săn đuổi từng người một. Bước lên tầng 2 của tòa nhà, những vết máu loang lổ của những nạn nhân còn sót lại vương đầy trên sàn. Nó chỉ ở ngay đây thôi. Một con Deathclaw khổng lồ, một trong những sinh vật nguy hiểm nhất tại Wasteland. Với vũ khí và level của tôi hiện tại, con quái vật này không phải là một thứ quá khó khăn để tiêu diệt. Nhưng điều đáng nói, nếu chúng ta lưu lạc ở đây ở những thời điểm sớm hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quay ra phía bên trái, tôi nhặt được một cuốn comic mang tên Gronach the Barbarian. Cuốn comic này sẽ tăng chỉ số tấn công cận chiến cho chúng ta thêm 5%. Tiếp tục khám phá những đồ vật hữu dụng có thể lút trong tòa nhà, tôi tìm thấy một hòm sắt đựng đầy đạn dược. Lại thêm xác chết. Và cái gì đây? Một ổ trứng Deathclaw. Hầu hết những quả trứng đều đã bị vỡ. Và đây là những gì còn lại của trung sĩ Lee. Ngoài ra tôi còn tìm thấy một cuốn băng ghi âm của anh ta. A nest full of
claw eggs. A dozen, maybe more. Smashed to bits. Except this one. No wonder they wouldn't tell us what was in that case. If I'd known, I would have personally told the gunner bosses and that glorified liquor cabinet Wellingham to take those Diamond City caps and stuff them. I guess we know why that Deathclaw tracked us all the way from Lynn Woods now. We stole her damn kids. Christ. Maybe if we just return the eggs. Oh, hey, Mama. You looking for this? Thì ra những binh sĩ này đã lấy đi những quả trứng của một con Deathclaw cái. Chính vì vậy mà cả bọn đã bị săn đuổi đến tận đây. Những người này nghe theo đề nghị của một con robot quản gia trong thành phố Diamond City đi săn một quả trứng Deathclaw cho nó, và phần thưởng sẽ là một số cap, một thứ tiền tệ chủ yếu đang được lưu hành hiện tại thay cho tiền giấy. Giờ thì chúng ta đã có đầy đủ câu trả lời rồi. Điều quan trọng là cần phải làm gì với quả trứng này. Bản thân viện bảo tàng này cũng tạo cho tôi cảm giác tương đối lạnh sống lưng. Trước mặt tôi là một đống mannequin và chúng được sắp xếp để diễn tả lại cảnh hành quyết thiêu sống những hồ thủy. Bảo tàng đã bị bỏ hoang hơn 200 năm, nên không chỉ có mùi ẩm mốc mà những con mannequin này cũng khiến cho tôi không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào cả. Và chúng ta có hai lựa chọn. Một là trả lại quả trứng Deathclaw về với tổ của nó, hoặc đem tới Diamond City để bán nó cho Wellingham. Generous amount indeed, considering your tardiness. Though our clientele do expect nothing short of the most pristine Deathclaw eggs. Now, do you have something for me? What you're offering is not enough. I risked life and several limbs to deliver this. Fine, fine. 300 caps. Well above market value. What exactly are you planning to do with the eggs? Well, if you must know, one of our patrons has been asking after a cooked Deathclaw egg, a la Wellingham, for some time. But with your, albeit late, arrival, I can finally make good on his request. Make good? Already beginning to speak like one of you. Now, can we please hurry this up? Are you going to hand them over or not? Here, take it. Last. What is this it? Where are the rest? Do you really need more than one? Our patrons are men and women of ample appetites. I had been hoping to keep them sated for at least the next fortnight. These things can never turn out as planned, can they? I suppose this will have to do. Yeah, for a less than adequate job, but job nonetheless. And the special request your superior made? Major Jeffries, was it? I trust you can get this to its destination. Nếu lựa chọn phương án này, chúng ta sẽ được một chút tiền cũng như công thức để làm món Deathclaw Oblate. Món này sẽ giúp chúng ta hồi máu liên tục, lượng máu nhỏ trong thời gian khoảng 2 giờ đồng hồ. Lựa chọn còn lại sẽ là đem quả trứng về tổ. Chúng ta có thể tìm thấy tổ của nó tại cánh rừng phía bắc của bản đồ. Tổ của nó đây rồi. Một con Deathclaw trèo xuống từ trên cao, có vẻ như nó không có ý định tấn công. Tôi từ từ tiến đến và trả quả trứng lại với mẹ của nó. Khi làm vậy, con Deathclaw mẹ tiến tới đào đất và lấp đi ổ trứng của nó cũng như làm ấm quả trứng.
Khi lựa chọn phương án này, nhìn chung chúng ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này và phần thưởng là một chiếc Deathclaw Gauntlet. Một vũ khí cận chiến khá là mạnh, nhưng đây không phải là một phiên bản hiếm của vũ khí này. Nhìn chung đây vẫn là một phần thưởng có thể coi là tạm chấp nhận được. Nhưng trong đầu tôi cũng có đôi chút tò mò về việc liệu có lựa chọn thứ ba hay không. Sau khi trả quả trứng lại, nếu nó đánh cắp quả trứng lại một lần nữa, còn Deathclaw cái sẽ nổi giận và tấn công chúng ta. Lúc này nếu tôi đem quả trứng quay trở lại với Diamond City và bán cho Wellingham, nhưng lần này con robot khốn kiếp sẽ trả chúng ta rất là ít tiền. Nhìn chung thì trong những tựa game như thế này, chúng ta sẽ phải đưa ra những lựa chọn nhất định. Bán quả trứng cho đầu bếp và biến nó thành món ốp la tuyệt hảo, hoặc đem quả trứng trả lại với mẹ của nó. Đối với tôi mà nói, Deathclaw là một sinh vật quá nguy hiểm đối với con người. Chúng tấn công mọi thứ mà chúng có thể ăn, bất cứ sinh vật nào đi vào lãnh thổ của chúng đều sẽ bị giết chết. Chúng sử dụng xương người hoặc các loài động vật khác để xây tổ. Chúng không phải là người. Chúng không đóng vai trò quá quan trọng đối với những phe phái mà tôi sẽ lựa chọn về sau. Deathclaw với tôi, chúng đơn giản là quái vật. Và quái vật hay bất cứ một sinh vật nào có ý định tấn công tôi hoặc con người đều sẽ là kẻ thù. Đương nhiên, nếu nhìn về một khía cạnh nào đó thì Deathclaw cũng chỉ là một loài động vật và chúng tuân theo bản năng tự nhiên. Nếu chúng ta đem trả quả trứng này lại cho con mẹ thì sau này sẽ có thêm rất nhiều nạn nhân khác bị lũ này làm thịt. Thế nên, tôi chọn phương án an toàn hơn và đầy kinh tế. Góc nhìn của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy để lại comment để tôi và mọi người cùng biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.